Chào mọi người trở lại kênh nhá. Hôm nay là ngày thứ tư nha anh em ơi. Đây cái app này của mình mới level 41 này, được chiến 1.051k nhá. Đây cái app này của mình vẫn còn 14 cục thể lực đan này. Đến ngày thứ tư anh em chú ý nhá. Ngày thứ tư ấy thì nó sẽ ra cái shop bí bảo ở trong cái giờ vàng nhá. Đây giờ vàng cho anh em bấm vào kéo xuống cuối cùng shop bí bảo nhá. Cái shop này là cái shop nó giảm giá vật phẩm anh em. Thể lực này, tinh lực này, tướng này, các loại tướng luôn nhá. Đan tăng bậc này, đan tăng sao này, pháp bảo này. Pháp bảo này khi anh em lên level 40 nó sẽ mở cái pháp bảo nhá. Để anh em có thể để ý cái này nhá. Cái pháp bảo tướng 380 là nó bán 1.350 nhá. Còn tướng 500 nó bán 1.800 và cái tướng 750 nó bán 2.250 nhá. Mọi người chú ý cho mình cái này nhá. Đây mình nói luôn không là anh em lại không để ý này. Đây khi anh em lên có shop thì nó sẽ có. Đây nó là cái shop huy chương nha anh em ơi. Cái shop này ấy, nó chỉ phân biệt là pháp bảo cam với pháp bảo đỏ thôi nha anh em. Cái pháp bảo cam ấy, kể cả tướng 380 hay là tướng 750 ấy, thì nó vẫn là đồng giá 1.250 nguyên liệu nha anh em ơi. Còn tướng đỏ là sẽ là 2.500 nhá. Còn mua gì để tí nữa mình nói sau nhá. Mình nói đến cái chết rồi, mình click nhầm. Mình nói đến cái giờ vàng shop bí bảo đó nhá. Anh em nông dân mà không lạp như cái app này của mình ấy, chỉ mua thể lực với tinh lực thôi nhá. Còn anh em mà muốn mạnh thì có thể anh em mua thêm pet cam nhá. Đây 1.650 kim bảo thì anh em sẽ được 15 mảnh pet cam nhá. Tức là 3.300 là anh em sẽ được 30 mảnh, mà 30 mảnh nó sẽ ghép làm một con nhá. Tức là anh em mà mua full ấy thì anh em sẽ có hai con pet nhá. Con pet này tăng rất là nhiều lực chiến nha anh em. Nhưng mà anh em nông dân mình thấy cũng không cần ham lực chiến lúc đầu đâu thật. Không cần mua nhá. Anh em cứ tích đủ 100k kim bảo cho mình nhá. Còn anh em nào mà vẫn chưa biết tích 100k kim bảo thì anh em có thể lên nhóm hỏi cũng được, hay là vào cái trang chia sẻ của mình nhá. Cái trang mà cộng đồng chia sẻ game anh em ạ. Còn mấy cái nguyên liệu này kiếm rất nhiều luôn anh em ạ. Anh em mà đua thú mà không đổi tướng đỏ ấy, đã tinh luyện với bạc rất là nhiều luôn, kể cả cái X bảo vật nhá. Nhưng mà anh em chú ý với mình, cái X bảo vật này anh em không cần đổi vội nhá. Sau anh em ở trong cái shop bang ấy, anh em đánh lên chừng 10 rồi rất là nhiều luôn. Cái hạt ở server 1 mình gần full cái bảo vật X rồi nhá. Gần full tất cả con anh em ạ. Nông dân mình không mua đi nào luôn. Kể cả trong cái shop đua thú mình cũng không mua nhá. Đây như mình hy sinh 2k kim bảo mình mua 40 mảnh hú ca này. Cái ác này của mình rất là đen luôn nha anh em. Như anh em xem video ngày 2, ngày 3 mọi người cũng thấy rồi đấy. Ngày đầu mình reset được 40 mảnh Vukat nhá. Mình hí hưởng là tưởng ngày thứ hai là có Vukat để chơi rồi đấy. Nhưng mà kiểu gì đến ngày thứ tư cũng không reset đủ ấy. Tức là mình mua luôn nhá. Đáng lẽ mình không mua đâu, tốn 2k kim bảo. Còn cái server vui vẻ thì anh em chú ý cho mình nhá. Đây ngày thứ tư này, cái bậc pha bảo đấy nha anh em ơi. Nó có nhiệm vụ top đấu trường nha anh em ơi. Đây cái cao nhất là cái top 10 nhá, là anh em sẽ được 750 này. Anh em nào mở yếu ấy, thì có thể nhờ mấy cái bạn top trên tháo đồ ra để mình đánh lên nhá. Cố gắng chăm một tí. Đây top 10 được 750 kim bảo nha anh em ơi. Mình nhận luôn này, 750 nhá. Đây nó có top 10 này, top 50 này, top 100 này, top 200 này. Kể cả anh em yếu chắc kiểu gì cũng vào được top 500 rồi, chủ yếu là cái top 10 thôi. Còn mấy thật mấy cái đồ lửa giá này anh em không cần mua gì, rất là phí luôn. Đây, cái này ở đây nó bán 1.000 kim bảo nhá. Trong cái shop bị bảo là cái shop giảm giá kia thì nó sẽ là bán 1.500 nhá.
Cái này anh em tính cũng rất là đơn giản luôn. 1.000 kim báo ấy thì anh em sẽ mua được 20 cái lệnh tầm báo. 20 cái lệnh tầm báo thì anh em sẽ được bao nhiêu nhỉ? 20 lệnh từ anh em sẽ được 100 lượt cướp tầm báo đấy nhá. 100 lượt anh em đánh một lượt là được 20 cái nguyên liệu phải không? 10 lượt tức là 200, 100 lượt tức là 2.000, mà một cái nguyên liệu là 800. Tức là anh em đập đánh không ấy, không rơi mảnh ấy, là anh em được 2,5 mảnh rồi nhá. Tức là anh em trong 100 lượt anh em đánh được 2,5 lượt là coi như là 1.000 kim báo nhá. Nhưng mà còn chưa tính là nó còn được cả nguyên liệu nhá anh em. Đây đánh bình thường nó còn được bạc mới được x nhá. Đây anh em rất là lời luôn. Nên mình thấy anh em ấy không mua làm gì cả. Thà mình mua cái lệnh tầm báo này còn ngon hơn nhá anh em ơi. Nếu mà 1.000 kim báo là anh em sẽ mua được 20 lệnh nhá. 20 lệnh là được 100 lượt nha anh em, chú ý cho mình nhá. Và khi anh em lên level 40 ấy thì nó sẽ mở cái man tộc nha anh em ơi. Đây anh em ấn vào cái đấu đấu trường này. À trên quên. Lối 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 anh em. Anh em ấn vào cái khiêu chiến này. Man tộc xâm lược nha, khi anh em lên level 40 này là nó sẽ cho cái man tộc này nhá. Cái man tộc này thì anh em đi map nó sẽ hên hên su ra nhá, thì tí mình đi luôn cho anh em xem luôn. Và anh em chú ý cho mình nhá. Cái lệnh này ấy, à chết mình quên. Quên quên quen tay. Nó có x 18 giờ đến 20 giờ này, 22 giờ đến 24 giờ là 12 giờ đến 14 giờ nhá. Tức là anh em đánh x sát thương 2,5 lần anh em chỉ tốn có một lệnh nhá. Còn không phải giờ vàng thì nó tốn hai lệnh nhá anh em ơi. Cái này anh em chú ý cho mình nhá, 30 phút nó sẽ hồi một lượt nhá. Anh em cố gắng để đến giờ vàng thì mình có tầm 90 lượt full thì mình đánh thì sẽ ngon hơn rất là nhiều nhá. Anh em đánh được nhiều sát thương thì anh em được top cao, mà top cao thì anh em sẽ được nhiều nguyên liệu hơn nhá. Đây nó xếp theo bang này, bang top 1 được 2.000 này, top 2 được 1.600 phải, nếu mình không nhớ nhầm. Còn cái top ở trên cá nhân nhá, top 1 là được 2.000 dưới nhá. Top 2 là được 2.000 này, top 3 là được 1.800 nếu mình không nhớ nhầm nhá. Tại vì trước đầu game ấy, mình đa số mình toàn top 1 thôi, rất là nhiều nguyên liệu luôn. Ở xếp 1 đấy mình toàn mua full cái lệnh man tộc nhá. Đâu nhỉ, để mình vào cái shop nhá. Đây cái ở ARK Server 1 thôi, nhưng mà cái ARK này mình đang tích kim bảo nên mình sẽ không mua nhá. Nếu mà anh em nào mà làm cái tiêu phí, anh em không biết tiêu gì thì mọi người có thể mua cái lệnh thảo phạt man tộc lại ok nhá. Trong cái shop này chỉ có cái lệnh thảo phạt này, cái lệnh tầm báo này, tinh đực mấy thể lực là ok rồi. Còn lại rất là cù luôn, nhất là cái lệnh binh pháp này rất là đắt mà không ăn thua nha anh em ơi. Đâu để mình nói lại cái man tộc nhá. Cái man tộc này 30 phút thì nó sẽ hồi một lượt nha anh em. Đây khi anh em kết thúc thì mình sẽ được nhận thêm kim bảo này. Còn là cái man tộc của anh em thì anh em sẽ nhận được thêm bảo vật cam hay là mảnh bảo vật ăn nhầm nhầm. Bảo vật lam với bảo vật xanh lá hoặc là mảnh bảo vật cam nhá. Cái này 30 phút đồng hồ một lần nha anh em ơi. Anh em chú ý nhá. Khi anh em hồi mắc thì nó sẽ không không hồi nhá, rất là phí nha anh em. Anh em nông dân thì cố gắng đánh là chăm chăm một tí được rất là nhiều cái pháp bảo nhá. Anh em cứ tính đi, anh em đánh 12,5 lần là anh em được một cả được 5 mảnh pháp bảo nhá. 30 mảnh pháp bảo là ghép được một cái nha anh em. Và anh em chú ý cho mình là xác định tướng, kiếm tướng và anh em kiếm tướng kích duyên nhá. Đây như anh em đã thấy hôm qua mình đang quét con Trần Cung và con Lữ Bố nhá. Đây hôm nay mình đủ nha anh em ơi. Đây đến ngày thứ tư mình là kích hoạt đủ 19 duyên nhá. Đây anh em quần thì anh em bấm vào con tướng này, anh em bấm vào cái chi tiết này, duyên này, đấy là sát duyên này.
Đây còn hoa đà của mình đang thiếu cái duyên của con văn sú nhá. Kể nó dịch sai này, nó dịch là văn sử ấy, nhưng mà là con văn sú nha anh em ơi. Cái game này nó dịch lỗi này. Còn nó có một duyên tướng đỏ rồi, chắc là phải lên tầm 60 mới đủ nhá. Con tướng đỏ thì nếu mà hên thì chắc là tầm ngày thứ 8 hay ngày thứ 9 là mình có. Đây, anh em cứ ấn vào chi tiết duyên, anh em xem có con nào duyên khớp thì anh em cho vào. Đây con này còn thiếu duyên của con tướng đỏ này, tướng tướng đỏ chính này, chắc là chờ cái shop bị bảo trong cái giờ vàng sau ấy, shop đó tầm 15 đến 20 ngày thì phải. Nó mà có bán shop thì nó bán cả tướng đỏ nha anh em. Nó có khả năng bán tướng đỏ nhá, nhưng mà mình nghĩ cái này mình server mới thì mình cũng không biết được. Còn server cũ như mình hôm nay là có shop bị bảo nhưng mà nó không bán tướng đỏ nhá. Đặt server mình S1 đi, ở server 1 đi, nó mở shop bị bảo từ hôm qua mình hôm nay mà. Nhưng mà nó không bán tướng đỏ, nó chỉ bán mấy cái đồ linh tinh thôi. Nói chung cái shop đấy nó cũng reset mà nó không không như nhau nhá. Đây con Vukat mình vừa hy sinh 2k khi bảo để mua nha anh em ơi. Đây duyên nó cũng chỉ có 3 duyên thôi. Con này chủ yếu là duyên tướng đỏ nha anh em ơi. Đây nó cái con trương sắc và viên thiệu này duyên nó không khớp với tem. Chắc là phải lên tầm 60 65 mình mới kích được nhá. Đây và con tả từ đỏ này. Con này chắc đến ngày thứ 10 là mình cho vào thay cái con tả hú này. Hoặc là mình có thể đợi lên cộng 5 hoặc cộng 6 mình thay được. Đây đó có một duyên với con lam hoa này. Con tả hú này mình chỉ chơi đầu game thôi. Đây nó cũng là cái duyên bộ lăng này, bộ lăng của cái con Vukan này. Đây là con cuối cùng nhá. Đây nó duyên với con tả từ đó, mấy con lưu thực này. Đây lại một duyên của con văn sứ nữa nha anh em. Đâu, văn sú mình quên. Tức là giờ có thêm một ô nữa, mình sẽ cho con văn sú này kiếm thêm hai duyên nữa nhá. Nếu duyên HP này, xem con hoa đà, à đâu, hoa đà cũng là duyên HP nhỉ. Ừ, hoa đà cũng là duyên HP nhá. Đây mình chuẩn bị kiếm cái thanh long ấn cho cái con tướng hoa đà này. Anh em chú ý quét mấy cái bảo vật duyên cho tướng nhá. Đây. Đây con bảo vật duyên của con điêu tuyền này mình kiếm đủ nhá. Đây Vukat mình cũng kiếm đủ rồi này. Đây. Đây mình chỉ thiếu một cái con tả từ là cái mạnh đức tân thư và cái thanh long ấn của cái con hoa đà búp máu nhá. Cái con văn sú thì mình cũng có rồi, mình chờ lên 4 năm mình mở luôn nhá. Chắc tầm 2-3 ngày nữa mình lên 45. Đây vừa đánh xong quả bốt nhá. Đây hôm nay mình có việc nên mình không đua thú được nhá, rất là chán luôn này. Đua top server mà mình lại bận, mình không đua thú được nên rất thọt này. Đây hôm nay mình chưa mua gì luôn nhá, có độc hơn 116 vé này. Mình đánh cái đua thú này thì mình thường thường là mình sẽ để 100 vé gốc nhá. Chẳng may mà đánh cả ngày có thua thì vẫn có vé đánh anh nhá. Mình chơi kiểu chắc ăn, mình không chơi kiểu liều. Nhiều anh em ở bang mình ấy vua kịch luôn, qua ngày còn tầm 30 40 vé thua hết, thế là ngồi nhìn thọt sắp mà lồn luôn nhá. Mình cứ để dành 100 vé đủ đánh một ngày luôn. Cái đua thú này một ngày nó có 10 lần nha anh em. Đấy đấu trường này thì anh em nhớ mua kịch nhá. Đây anh mình VIP 2 thì mình chỉ xong cái mốc 70 thôi. Mình nhớ không nhầm là cái VIP 4 là anh em sẽ làm mắc được cái này nhá. Anh em VIP 4 thì cố gắng mua mắc nhá. Nói chung là mua này mình được đang tăng sao tướng này rất là ngon nhá. Cái này nó đập vào chỉ số cơ bản ấy, kiểu như anh em sau mặc đồ hay là kích duyên thì nó cũng ít lên nhá. Nên mọi người chú ý nhá, nông dân thì cố gắng nghiên cứu đua thú này rất là ngon nhá. Anh em mà đua thú đẹp ấy, anh em kiếm một ngày tầm hơn 150 vé là anh em đổi cái dương tướng rất là ngon nhá.
Nếu mà anh em ở hên ấy, kiểu gì một 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 tháng ấy, anh em mà đổi full cái ở trong cái shop bí bảo tướng này ấy, anh em đổi full hên là kiểu gì cũng được 4 đến 5 con một tháng anh em. Nếu anh em mà chơi bờ rô nhá, một con trị giá 12k kim bảo nhá, nếu mà 5 con là nó trị giá đến 60k kim bảo nhá, không phải ít đâu anh em ạ. Mình đang phân vân giữa đổi cái đá tinh luyện trang bị siêu này xong mình mới đổi tướng, hay là mình đổi tướng không, đợi tướng full rồi thì mình mới đổi cái đá trang bị siêu này. Mình vẫn đang phân vân luôn. Nếu đổi tướng thì mình nông dân có tướng sớm mạnh cũng khỏe nhá. Và nhất là cái bên quần này con gà tả tứ rất là khỏe luôn. Và cái bên ngô thì có con tôn sách là nó cân tem được nhá. Đâu để mình nhớ xem còn gì nhỉ. Đây ngày thứ tư này nó cho cái mảnh cái gì nhỉ, à nó cho cái pháp bảo của cái con chủ tướng nhá. Đây chủ tướng của mình là cái con đồng trang này, con chủ tướng là cái con trong cái shop bang nha anh em ơi. Đây chủ tướng này, Tào Tháo, Lưu Bị này, Tôn Quyền và đồng trang này, mình không chơi con chủ tướng nhá. Trong shop này thì anh em có thể đổi đá đang tăng bậc tướng hay là đá tinh luyện được, mình chịu thọt tăng bậc tướng nha. Mình sẽ đổi tinh luyện sau lên 65 mình dồn cho anh em xem nhá, mình vẫn thích đánh nhau hơn. Và anh em chú ý cho mình nhá, anh em quét tướng hàng ngày đều cho mình nhá. Mấy con tướng nhất là ải thường mà có 10 ải thì anh em cố gắng mà reset tầm 1 đến 2 lần nhá. Đây cái con hoa đà này mình reset 2 lần rồi nhá. Quét một lần trung bình được 5 ải nha anh em ơi. Còn mấy cái ải thường mà có 5 ải là anh em reset một lần nữa nhá. Reset 2 lần rất là phí luôn. Thà mình mua mẹ shop bí bảo héo khi còn ngon hơn nhá. Mình không đua top nên là mình cũng không cần phải farm nhiều trang bị cả. Trang bị mình cứ farm từ từ thôi, có thì mình thay thôi. Đây vẫn còn là trang bị xanh lá nha anh em ơi. Đây trang bị xanh lá vẫn còn rất là nhiều luôn. Lực chiến vẫn 1.051 nha anh em. Đây hiện tại nó đang top 14 này. Đây có bạn top 2 này, hơn mình là 40k nhá. Nhưng mà bạn này cũng không biết là còn nhiều kim bảo không. Kim bảo mình vẫn còn 18k kim bảo nhá. Anh em nông dân ấy tiết kiệm kim bảo vào, sau là có cái vòng quay mình cái tích tiêu mình cần là ít nhất là 20k nhá, nhiều là 100k nhá anh em. Mình xin kết thúc video đây nhá. Hẹn anh em vào ngày mai.